Em xin chào toàn thể các bác với kênh cây bonsai. Ok, em xin chào toàn thể các bác với kênh My Idea. Thì cũng báo cáo với các bác, trong thời gian vừa rồi thì bác Thắng cũng có nghỉ Tết và cũng chưa bắt đầu lên được, chưa có thời gian để chia sẻ lại cho anh em những cái cây sung hay là những cái cây bonsai bác làm bằng đá khác. Thì bản thân em thì cũng là làm cây và bán cây, thì hôm nay em sẽ xin phép là lên để quay cho các bác những cái cốt sung của em. Thì em xin quay để chia sẻ với các bác là hai cốt sung. Thì đặc biệt là nếu mà với cái cốt sung như thế này ấy, thì nó là hàng dáng trực huyền. Còn và em sẽ lên một cây tiếp theo là để làm cái dáng trực núi để cho các bác xem như là thưởng lãm. Thì sơ qua đây em sẽ bấm tỉa đi một cái cây sung dáng trực huyền. Thì ở đây là đa phần là em đang để ép dăm và em lên để cho các bác cùng góp ý kiến và thưởng lãm cùng cây với em. Còn mỗi người có một hình thức làm cây khác nhau, thế nên là cũng rất mong sự góp ý của toàn thể các bác đến với kênh cũng như là ủng hộ kênh. Vì đợt này là bác Thắng Giò bác ấy đang nghỉ, nói chung là vẫn còn nghỉ Tết, thế nên là em chưa thể quay lên để cho các bác xem được những cái cây, cái cách làm việc của bác ấy, cách làm cây của bác ấy. Thì mỗi vì bác Thắng là chuyên làm cây bám đá mini từ bao nhiêu năm nay rồi đấy. Còn để mà quay được những cái thước phim như vậy thì các bác cũng biết là cũng rất là vất vả, cứ nói thẳng với các bác ạ, rất vất vả. Thì để lên một cái clip cho bác Thắng, cho mọi người xem ấy, thì trước tiên bản thân bác Thắng là đã phải chuẩn bị một lượng đá này, một lượng kiến thức này, để nói với các bạn, nói với các bác, chia sẻ với các bác. Vì nếu mà làm mà không nói thì sẽ không thể truyền tải được những cái gì nó chi tiết nhất đến các bác, nên là các bác cũng thông cảm nhé. Và cũng mong các bác ủng hộ để có thể là em sẽ quay được những cái clip nó hữu ích hơn đến cho mọi người. Thì quay về trở lại với cái tác phẩm của em. Thì giới thiệu các bác, đây là em sung bonsai hàng dáng trực huyền. Và con này của em thì đã được lên chậu được tầm 1 năm, được 1 năm rồi. Và cây thì tuổi đời của cây thì nó rơi tầm khoảng 5 năm. Đấy, được 5 năm. Và cái cây trực huyền này thì nó là hàng sung, giống cái giống sung của bác Thắng. Nhưng mà tại sao cái cây sung này nó lại chưa thể ra quả? Vì em ép dăm nó quá là nhỏ luôn. Mà hai là có thể là những cái dăm này của em ấy, em bao giờ em lấy rất là mỏng, các bác nhé. Các bác nhìn những một cái tay dăm của em lấy rất là mỏng, hay kể cả bên này có lá em lấy cũng rất là mỏng, chỉ được tầm khoảng, tính ra nó chỉ được tầm khoảng 10 phân thôi. Thế nên là dăm nó rất là mỏng, đến đâu là bấm ép nhỏ lá đấy. Thế nên là cây nó chưa kịp ra quả thì mình đã bấm đi rồi thì nó lại phát triển lá. Đấy chứ? Thế nên là các bác xem thì cũng góp ý dùm em. Đấy. Còn là sung thì hàng sung thì em thì đa phần là em chỉ về sung thôi. Còn những cái cây sung các bác mua ở đâu hay là các bác chơi những cái dòng cây khác ấy, thì mỗi một cái dòng cây mình sẽ làm một kiểu bonsai nó có khác nhau. Vì thì, giả dụ như xanh thì các bác chơi bóng, chơi tàn, chơi bonsai, nhưng mà sung thì lại vừa chơi bonsai vừa chơi quả. Đấy, mà đặc biệt khi chơi quả thì các bác khuyên các bác nhé, sung này thì có thể ép được quả, nhưng những sung siêu quả thì không nên ép nhé các bác nhé. Vì đấy, sung siêu quả nó sẽ, nếu mà để như dòng sung ấy, thì nó sẽ chia ra được tầm, như em biết thì được tầm một cái dòng sung tía này, một dòng sung nếp ruột đỏ này, một dòng sung bánh xe này và một dòng sung nữ hoàng. Sơ sơ nó có một vài cái giống sung như vậy để cho các bác biết được là mình thích chơi ở cái dạng nào. Các bác nếu mà không biết được cái dòng sung siêu quả bánh xe, hay là không biết được cái dòng sung tía, hay là không biết được cái dòng sung nữ hoàng, thì các bác cứ lên trực tiếp YouTube các bác gõ là tìm sung nữ hoàng, hay là lên Facebook các bác tìm là ra, để chưa? Để cho các bác biết. Còn sung nữ hoàng thì quả nó đỏ. Đấy. Còn các bác nhìn cái bộ sung, đây là bộ cây sung bonsai của em. Em bấm đi để mai nó ra lượt dăm mới cho đẹp. Đấy. Thì con này thì thực chất là cái chiều cao của nó chỉ tầm khoảng, từ mặt này lên thì tầm khoảng 40 thôi. Nhớ các bác nhé, chỉ tầm 40 thôi. Còn cái tán huyền đổ của nó thì làm sao? Thì khi chơi huyền đổ thì mình sẽ chơi phần dưới này là nước. Đấy, để cho cây nó ngả bóng xuống. Đấy, như kiểu là nghênh phong hay chiếu thủy gì đấy. Kiểu đấy. Còn cũng rất mong các bác ủng hộ kênh để cùng em để thưởng lãm những cái dòng cây khác. Còn em sẽ hướng dẫn, sẽ quay những cái cách hướng dẫn của bác Thắng để cho mọi người cùng chia sẻ và giao lưu. Còn ở đây thì đa phần là em chỉ có sung thôi. Đấy, không ngoài cây gì khác. Còn bất kỳ một cái cây sung nào mà đẹp ấy thì nó đều phải cần cái độ thời gian nhé các bác nhé. Quan trọng là thời gian.
Đấy, còn cách làm của em nó sẽ khác cách làm của bác Thắng. Thì mỗi người có một cách làm khác nhau, nên là mọi người cũng nếu mà yêu thích bác Thắng hay là góp ý cho bác Thắng hay và cũng xin góp ý cho em luôn để có thể là hoàn thiện được cái cây sung của mình, được chưa? Thì những cái dàn trực huyền như này thì em đang một năm em chỉ làm được tầm khoảng 30 tác phẩm thôi, không có nhiều đâu ạ. Đấy, 30 tác phẩm mà làm thật kỹ luôn. Đấy, thì 2 năm ấy, mới làm được 30 tác phẩm để làm thật kỹ. Các bác nhìn những cái cút này là đều cắt giật hết nhá, cút cái đều cắt giật, vì khi nó sẽ côn nó sẽ chia làm một cút này. Đây, đúng ra đây là một cút một này, cút hai này. Đấy, cút một cút hai là nó sẽ to nhỏ dần để cái cây nó có độ vút. Đấy, kể cả cành này cũng thế nha các bác nhá, cành này cũng vẫn phải cắt một phát để nó ra nó vút, nó bông nó sẽ mịn và phẳng. Đấy chưa, các nhìn rõ chưa? Đấy, hai mặt rồi. Em sẽ xin phép em lên một cái cây tiếp theo là cái cây dáng trực núi để cho các bác cùng thưởng lãm nhá. Vì cây trực núi này của em là em cũng đang lên chậu để ép rễ thôi chứ không ép bóng. Đây các bác, đây là một em trực núi nha các bác nhá. Đây là một em trực núi. Đây là một em trực núi. Đây là một em trực núi các bác nhá. Một em trực núi như thế này ấy, thì để mà làm được một em trực núi như này thì thời gian nó sẽ rất là lâu các bác nhá. Mình sử dụng 100% cắt giật bằng cưa, bằng chứ không làm bằng dây thép được. Còn nếu những cái dòng trực núi này các bác muốn làm ấy thì cũng chia sẻ luôn với các bác này. Cái dòng trực núi khi các bác làm ấy thì những bác nào mà có cốt sung sẵn rồi ấy thì em không nói, nhưng mà để mà làm từ nhỏ lên nhá thì các bác phải cần một cái không gian rộng, rất là rộng, như là thả bóng thả tàn cho nó sọc ra, cho nó sổng thẳng ra. Và nếu mà các bác nào muốn mà làm nó có uốn éo hay là muốn nó cứ mọc thẳng lên như này thì các bác sẽ phải cắm hết cọc xung quanh cây và các bác sẽ kéo ngang ra. Khi các bác kéo ngang ra cái cây, giả dụ cái cành này, lấy một cái cành dài này, giả dụ như cành này, khi các bác kéo ngang như này thì các bác hãy dựng cho em cái ngọn lên như này. Đấy, bác nhớ là phải dựng cái ngọn này lên như này nhá. Vì nếu mà các bác cắm cọc ấy, đây giả dụ em cắm một cái cọc như này, em cắm một cái cọc như này nhá. Đấy, và em kéo ngang cành nhá. Giả dụ em kéo ngang cái cành này ra, nó mọc ở đây, em kéo ngang như này thì các bác lưu ý nhé, các bác lấy dây bác buộc cho em dựng cái ngọn này lên. Được chưa? Để làm sao? Để cho nó vươn ánh nắng nhá. Chứ các bác đừng để nó ngang như này, nó lại không vươn ánh nắng thì nó sẽ không to được cái cút này. Đấy. Và khi chúng ta cắt giật thì các bác cứ làm đơn giản thôi. Nó các bác chỉ giả dụ mà một cái cành, giả dụ như cái cành quả ngọn này đi. Được chưa? Các bác cắt ở cành này thì các bác sẽ phải để hồi lên trên đây một mắt để nó ra cành này. Đấy. Hoặc ở đây nhá. Giả dụ như cái cành này, cắt cành này thì mình phải để phóng là cành này, vì nó sẽ có một cành hồi đi và một cành phóng về. Cái nguyên lý là cứ làm như thế thôi. Còn mình làm không phải cầu kỳ mỹ văn hay là phác thảo hay là demo gì, nó mất thời gian ra. Mình cứ làm sao thấy ưng con mắt của mình mà bóng nó xếp tầng xếp lớp lên với nhau, thế là đẹp. Đấy. Vì để mà chơi được sung nó, vì tất cả anh em chúng ta ở đây cũng không phải ai là nghệ nhân, mà chúng ta hãy làm và chơi theo ý thích của bản thân mình. Đấy. Thì thế là tuyệt vời rồi, chứ không phải cầu kỳ phi họa nhá. Đấy, đây một cốt sung, con này thì em chỉ làm một gang tay thôi. Đấy, con này thì trước lần em nuôi thẳng một phát lên như này, em cắt ngang luôn và sau đó ở bên đây là một cái cành em bẻ sang, em gập ngọn vào, thấy chưa? Xong rồi cắt nuôi, bắt đầu cắt nó liền, nói chung bây giờ nó liền hết đi rồi. Cũng nhiều cây làm mà cũng giờ cũng không thể nhớ được, vì mỗi một cây mình làm theo cái hình thức một kiểu, thế nên là không thể nhớ được. Thế nên là như cây này thì em làm đơn giản nó như thế, thấy chưa? Vì nó sẹo nó lu vào đây này, nu hết sẹo này, giờ nó lột hết vảy các bác này, nó đùn hết rồi. Đấy, cả rễ này các bác này, bộ rễ là đùn hết rồi. Và có nhiều bác thì cũng có nhiều cách làm này, là các bác có thể trồng ngay từ nhỏ nhé. Khi các bác trồng từ nhỏ thì các bác trồng cho em trên cái bề mặt nó bằng này đất nhưng mà nó phẳng ra một chút. Đấy, các bác lót cho em cái tấm ni lông, hoặc các bác lót cho em cái tấm gạch men được. Ni lông thì mai là nó sẽ đơn mục và đâm thủng thôi, nhưng mà các bác cứ lót tấm gạch. Giả dụ bác trồng lên từ nhỏ, các bác trồng đặt lên trên này thì mai cái rễ nó sẽ nằm bay hết ra ngoài này, chứ nó không thể đâm xuống được dưới mặt đất nữa, để mình đỡ phải ép lại rễ, được chưa? Đấy.
Thì đây cũng là cái cây thứ hai nhé, em vẫn giao lưu các bác nhé. Số điện thoại em đã ghi ở góc màn hình nhé. Các bác nào chốt thì có thể liên hệ với em ở góc màn hình nhé. Và em cũng hy vọng là chúng ta sẽ phải quay sớm lại với cái kinh nghiệm của bác Thắng để có thể là làm một cái cây trong cái năm 2023 này, 24 này, để đến cuối năm 2024 chúng ta có thể biết được những cái tác phẩm đấy nó như thế nào, được chưa? Đấy là em cũng rất mong sự ủng hộ của toàn thể các bác, và cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút like đấy, và một nút chia sẻ để chúng ta cùng giao lưu và học hỏi thôi. Chứ còn mỗi người có một cái cách nhìn nhận vẻ đẹp khác nhau, thế nên là không người nào giống người nào. Thế nên là em cũng không phàn nàn hay phán đoán hay chê bai bất kỳ một ai nhé. Vâng nhá. Rồi, xin chào tạm biệt các bác và hẹn các bác tại những clip tiếp theo.